Trung tâm cây giống Tam Đảo kính chào tất cả bà con. Thì ngày hôm nay thời tiết ở miền Bắc rất là đẹp thì mình lại quay trở lại. Vài ngày trước, thời gian trước thì mình khá là bận, tại vì là vào mùa cây giống nên mình không có thời gian để ra vườn để quay cho mọi người. Bận đi giao cây và đi khắp các tỉnh để hướng dẫn bà con chăm sóc cây và kỹ thuật cây trồng cây giống để cho đảm bảo cây sống và phát triển tốt. Đấy, thì hôm nay thì mình mới có thời gian mình ra vườn mình quay cho bà con một cái cây giống mà hiện nay cũng được rất là nhiều bà con trồng và đã có thu nhập từ cái loại cây giống này. Đấy, thì trước mắt bà con đây là cái cây giống rủi nhá mọi người nhá. Đây là cái giống rủi được gieo 100% từ hạt rủi chính gốc tại Hòa Bình nhé. Đấy, hạt rủi chuẩn Hòa Bình nhé. Đấy, thì bên mình đã là ký kết hợp đồng với một đơn vị ở trên Hòa Bình để chuyên cung cấp cái hạt giống này cho bên mình, và bên mình về mang về để ươm thành những cái cây giống rủi. Thì hiện tại thì cái cây giống rủi này chắc cao được khoảng 10 phân rồi mọi người ạ. Đấy, thì tầm này thì cây cũng đang phát triển khá khỏe rồi, và chúng ta bắt đầu là bên mình đã chuyển cho bà con trồng được rồi. Đấy, thì hiện tại trong vườn của mình có khoảng tầm 20 vạn cây rổi nhé các bạn nhé, cây rổi giống nhé. Vì vậy mà bà con có nhu cầu cần mua rổi giống số lượng lớn giá tại vườn thì hãy liên hệ ngay với trung tâm bên mình để nhận được cái giá và cái loại cây giống đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đấy, thì hiện nay thì trung tâm cây giống Vĩnh Phúc của bên mình đấy, đang cung cấp ra bà con, và đã rất nhiều bà con ở khắp các tỉnh thành về mua cây giống rổi của bên trung tâm mình. Đấy, thì cây rổi này á, là một trong những cái cây lâm nghiệp lâu năm mà trồng và nó mang lại kinh tế. Thứ nhất là cây rổi này vừa thu hoạch được quả hay hạt của cái cây rổi để làm một trong những cái gia vị thơm ngon đặc sản của tỉnh Hòa Bình. Đấy, và được rất là nhiều gia đình trong các bữa cơm của mọi người, trong các món ăn nhà hàng thì không thể thiếu cái loại gia vị hạt rổi này. Thứ hai là cái cây rổi này cho ra một cái loại gỗ đấy, làm đồ nội thất rất là đặc trưng và có giá trị kinh tế cao. Đấy, gỗ rổi khi mà được xẻ ra và làm đồ nội thất thì ngửi rất là thơm. Đấy, chúng ta khi ngồi vào những bộ bàn ghế hoặc là làm tủ quần áo thì cái cây rổi, cái gỗ rổi này nó phát ra cái mùi thơm đặc trưng rất là thơm dịu và giúp cho tinh thần của con người trở nên thoải mái và thư giãn hơn. Đấy, mang cả cái không gian thiên nhiên vào trong ngôi nhà của gia đình chúng ta. Đấy, thì trên đây mình đã quay cho mọi người cái mấy cái luống rổi của bên trung tâm bên mình. Okay, thì nếu mà bà con có nhu cầu cần mua cái giống cây rổi này về để trồng thì hãy liên hệ trực tiếp với bên trung tâm mình, hoặc là có thể để lại số điện thoại để bên mình gọi điện trực tiếp và tư vấn trực tiếp cho mọi người được chi tiết hơn. Còn bây giờ thì trung tâm cây giống Tam Đảo xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo của trung tâm cây giống bên mình.